Đây, hôm nay là ngày 26 chủ nhật, đến chùa tu viện Tây Phương cho vợ tôi vô xin tốt nhang này nọ. Ok, đây tu viện Tây Phương. Ngược đầu rồi. Đây, tu viện Tây Phương đây. Rất yên tĩnh thưa các bạn. Đây, tuyết nó đang tan từ từ đây. Có một xe của tôi, xe kia thì đậu always, còn xe đang viếng thăm chùa đây. Tức là hai xe đang đến chùa. Close hả? Mẹ nói mẹ cần cái hũ, nhưng con không biết cái hũ gì. Hũ gì vậy ta? Ai màu chỉ có cái hũ ở ngoài là con nghĩ nó ở trong cái kho. Hũ nào ta? Ta coi coi. Ồ, cái này nè. Yeah, you bring it in. Okay. Cầm cẩn thận cái chừng. Đây, con gái tôi lấy cái hũ vô cho vợ tôi xin cho của mấy cái nhang đó các bạn.